Em xin được trân trọng và kính mời mọi người cao tuổi đến từ thị trấn Nấy sẽ trở lại với phần thi màn chào hỏi. Và sau khi màn chào hỏi hoàn thành thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các tiết mục của nội dung thi văn nghệ với những bài hát sau: Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, tiết mục thứ hai là tiết mục Đêm Trường Sơn nhớ Bác, và tiết mục thứ ba là tiết mục Mục nối vòng tay lớn. Hội người cao tuổi thị trấn Nấy xin kính chào hội thi. Kính thưa hội thi, thị trấn quê tôi đẹp trong trang sử, mời tiến sĩ Yên Linh rạng rỡ bạc vàng. Thân nhân chúng muôn thuở còn ban, nguyên khí quốc gia hiện tại vun đúc. Thị trấn quê tôi đang thời sung sức, công đang thời sung sức. Công nghiệp vươn nhanh, cuộc sống đang lên, cuộc sống nâng bảng vàng. Quê tôi vươn không ngừng vươn tới. Người cao tuổi quê tôi 11 chi hội, 3.100 hội viên phấn khởi tự hào, với tinh thần gương sáng tuổi cao, văn nghệ dưỡng sinh thể thao thêm khỏe. Chiếu chèo hoàng mai Yên Linh sen hồ quê mình quan họ nổi danh, phúc lâm mi điền vẫn sáng trước sinh, Ninh Thánh phố Nấy đẹp.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin được chúc mừng cho hội người cao tuổi đến từ